Xe lửa đang thay lông. Xe lửa bánh xe. Giờ xe lửa ra. Xe lửa vũ năm nay. Tí 2,5 lít nhỉ, anh em nào bảo tồn cửa hàng nào nhập thì cứ alo có cái này nhá. Đó, anh Hùng Vinh Gia Lai này. Bảo tồn ra bao nhiêu em? Tí nữa em tất là chiều em trả lời nhá. Hồ Chí Minh 3,2,2,3.